cái gì thu bơ chi hả con? Đúng rồi, Lily thu bơ chi mà. Lily ăn cỏ dơn. À, Lily ăn chim mít. Ồ. Con ơi, được, để ba vớt bánh ra đã. Còn nóng, bánh nóng lắm. Bánh chưng còn nóng. Hả? Bánh chưng còn nóng để ba vớt ra đã ha. Việt Long để ba vớt bánh chưng ra đã nhá. Đúng rồi, để lát nữa nó nguội rồi cho Việt Long ăn nhá. Lát cho Việt Long ăn trước. Lát nữa nơi nó vẫn nóng. Đúng rồi, cái đấy vị vỡ. Ừ, lát nữa. À, mami là pami sông sapo. Việt Nam cũng là Việt Nam cũng chưa mết sapo. Một mách nữa. Bị vỡ hai tấm rồi. Gì mà con cười phái trí thế. Việt Nam phải sửa văn. Vẫn làm ngựa. Sao hả con? Sắp xếp banan ve. Việt Nam nó có ăn banan đâu. Banan ve không ăn được. Con nhìn thấy Nam không? Con nhìn thấy Nam phe gymnastic chưa? Việt Long có nhìn thấy em Nam phe gymnastic không con? Em Nam phe gymnastic cái này em Nam làm lại cho con xem. Em Nam gymnastic cái là cháu vừa ấy làm cái đấy đấy, cháu đun xà. Đấy, em Nam làm lại cho con xem. Gymnastic là thể thao á, thể dục. Đấy, con nhìn thấy chưa? Em Nam giỏi chưa? Em Nam giỏi chưa? Em Nam giỏi chưa? Đấy, Việt Nam chịu khó ăn rồi, Việt Nam khó uống sữa, Việt Nam lớn rồi, Việt Nam làm được giống em Nam nhá. Hả? Việt Nam mà lớn rồi là Việt Nam cũng làm được giống em Nam. Y phô gòng đi á. Ê, con làm gì đấy? Dỗi cái kiểu vớ vẩn. Em nhìn con mà con cũng dỗi. Con không vào đấy đâu nhá, bà ngoại vẫn làm chưa xong, bà ngoại vẫn chưa làm xong. Bà ngoại vẫn chưa làm xong. Để yên bà ngoại rửa hết bánh chưng ạ.